Em tên là Ngọc Linh, em 25 tuổi, em đến từ An Giang. Em làm công tác ở đâu? Em lấy chồng rồi, em cũng về quê. Em có mở một cái tiệm chuyên nail á. Nail? Ở dưới quê luôn. Mở tiệm nail. Làm móng đó phải không? Dạ. Ừ, quê mà gọi làm móng. Dạ, em tên Ngọc Tài, em ở An Giang luôn, cùng quê với vợ em luôn. Ừ, em năm nay 27 tuổi. Tài đang làm công tác ngành nào? Dạ, em công tác bên nhà công đám cưới. À, ừ. Vậy hả? Em đánh nhà cụ gì? Organ. Organ. Ừ. Dạ. À, giờ hai em kể cho chị Vân với anh nghe là chuyện tình của hai em như thế nào? Em thì biết chồng em á là 2 năm về trước, nhưng mà hai đứa biết nhau mà không có ai mà nói chuyện với ai hết trơn á. Tại lúc đó là anh đi chơi với bạn ảnh. Ừ. Em đi chơi với bạn em. Ừ. Cái xong rồi vô tình 2 năm sau em đi về quê. Ừ. À, cái em gặp lại ảnh trong cái sinh nhật của anh. Quê cô là ở An Giang rồi mà. Ừ. Cô còn về quê. Tại vì vợ lúc đó ở Sài Gòn. Em làm việc ở Sài Gòn. À, dạ. Đó. Em cũng được mời cái đó sinh nhật đó. Ừ. Rồi em vẫn lợi đám sinh nhật mà chiều bữa đó em còn có show để đi đàn. Ừ. Rồi xong thấy vợ em, xong rồi em rủ vợ em đi xem em đàn luôn. Em đi chơi rồi xong anh chở em về. Em về nhà, xong cũng có nhắn tin, cũng có điện thoại. Mà lúc đó hai đứa chưa có gì hết trơn á. Chưa. Ừ. Có ngỏ ý gì nhau hết trơn á. Em về dưới thì được khoảng 10 ngày. Cái bắt đầu em mới có suy nghĩ là em đi lên Sài Gòn lại. Ừ. Thì lúc đó ảnh có nhắn tin cho em, ảnh nói là ảnh muốn quen em. Em cũng chưa có nói gì hết, nhưng mà em nói là em sẽ đi Sài Gòn. Thì nếu mà em đi Sài Gòn vậy thì sao quen được. Ừ. Rồi cái anh nói thì em cứ lên đó làm đi, rồi anh rảnh thời gian nào thì anh lên thăm em vào đó. Ừ. Mà anh nói cho em tự tung tự tác ghê lắm. Ở đâu? Ở dưới quê là đó. Xa đúng không? Dạ, em xa. Lên Sài Gòn, chồng em vẫn ở dưới An Giang. Dạ. Rồi sao em biết ảnh tự tung tự tác? Sao em biết? Tại vì ở dưới em có tai mắt hết rồi chị. Trời ơi. Tai mắt hết rồi chị. À, không nghĩ là vợ em biết thì cứ đi đám cưới thì gặp cô này dễ thương thì xin số nói chuyện qua lại vậy thôi. Thôi. Lúc đầu thì ảnh nói chuyện nó nghe chững chạc lắm, cái gì cũng nói nghe hay lắm. Mình thì mình nghe cái mình tự nhiên mình cũng tin tưởng. Giống như mình dạy, mình dạy vậy đó. Cái đùng ra cái quen nhóc hết trơn luôn. Quen nhóc hết trơn. Dạ, nhóc hết trơn luôn. Ghê lắm. Rồi sao? Rồi quen ta rồi có làm chuyện gì động trời đó không? Dạ có, nhiều lắm. Bây giờ kể một vài câu chuyện động trời cho anh nghe đi. À, ông anh ở dưới quê chơi thân, cháu ruột của cái anh đó mới có 17 tuổi à, mà dám chở con người ta đi khách sạn. Mà chỉ cái lời đó là chỉ gây đồn thôi, chứ thật sự là đi ăn ban đêm. Mà có chở không? Chỉ có chở mà chở đi ăn thôi. Mà ăn trong khách sạn, ăn ở đâu? Ăn ở ngoài quá, quá chứ gọi. Rồi chở. Nhưng mà mình đâu gì? Có biết, mình đâu có biết được là có đi khách sạn hay không đâu. Nhưng mà biết chắc chắn là người này chở người kia đi, mà đi mà khóa máy luôn. Mà tỉnh bơ luôn vậy đó nha. Đi cái em điện xong vừa về tới nhà là có người nhắn tin cho em liền, ông. Ừ. Anh đó ông nhắn tin cho em liền, ông nói là tại về tới nhà rồi kìa. Lúc đó em đang ở trên Sài Gòn mà em đâu có ngủ được đâu anh. Tức, mình tức. 1-2 giờ sáng điện về tới nhà, điện cho ảnh. Xong cái ảnh nói anh về tới nhà rồi, hỏi ủa sao em điện cho anh không được. Cái anh nói tại mấy anh hết pin. Mà em bình tĩnh lắm nha, em không nói gì hết trơn á. Vậy thôi anh ngủ đi ha. Anh cũng nói anh mệt quá, anh mới đờn về mệt quá, anh ngủ nha. Rồi tắt máy ngủ. Em ở trên đây em tức, em ức nha, em ức mà em đệ. Em đâu có ngủ được đâu, em thức sáng một đêm luôn. Rồi bây giờ có câu chuyện nào mà động trời không? Mà dạ, khiến có. Em quyết định là có mém mấy chơi á, chia tay á. Dạ, là cái lần mà gần Tết, gần chuẩn bị đám cưới rồi là coi ngày hết rồi, là biết ngày hết trơn rồi. Em vô tình em mất cái điện thoại, ảnh mới tự dưới quê, ảnh đem cái điện thoại lên cho em xài. Có một cái chương trình like á, mở ra toàn là cuộc điện thoại, toàn là tin nhắn không, hai người hẹn hò Tết trở về đi khách sạn. Ông nói gì vậy ông ơi? Ông sợ ông quen ai ông cũng hốt tôi đi khách sạn không ơi? Ông trời ơi, làm như ông có cổ phần với khách sạn hay sao? Tại em cái tính em hơi đào hoa, tại vì xa vợ mà hơi đào hoa một tí. Đào hoa mà không phải không có làm gì hết, chỉ có tin qua lại vậy thôi. Ừ. Tin qua lại vậy thôi chứ không có chuyện gì xảy ra. Tại vì em tin tưởng, em cũng tha thứ 1-2 lần rồi, trong lòng mình cũng bị tổn thương, cứ nghĩ tới là cứ khóc. Em quyết định em chia tay. Anh điện thoại cho em nói chuyện giống như cái xác mà không có hồn vậy đó. Cái xong rồi cái em mới nghe kinh Phật, lúc đó là em bắt đầu em nghe kinh Phật. Mỗi lần mà em nghe là em khóc. Tại vì mình tin tưởng á. Em cứ nói đi. Em khóc cho chồng. Ừ. Em thấy không, là không okay. Là thực sự là em rất là bế tắc trong cái thời điểm đó, rất là buồn. Em mới đánh đổi. Em tha thứ hết cho ảnh. Giống như em đánh đổi cái tấm lòng của mình, em dành cho ảnh hết. Tha thứ hết. Để nếu mà sau này anh biết, anh thấy cái tình cảm mình đối với ảnh như vậy thì ảnh sẽ thay đổi, thì mình sẽ được hạnh phúc. Còn nếu mà mình không may mắn ảnh như vậy nữa thì coi như là mình số mình mắc nợ ảnh. Khi mà cưới nhau về có thay đổi cái tính lăng nhăng không? Cũng có.
ngay cái ngày đêm đồng phòng á, cái con, cái cô bé mà gọi điện là Tết về sẽ đón á, nhắn tin cho ảnh á, hỏi đám cưới cho anh rồi có hình chưa, rồi ảnh nói là chưa em, rồi con bé nó nói là khi nào mà có hình á anh gửi qua cho em nha. Cái cảm giác của em giống như là con bé nó chấp nhận ảnh có vợ rồi nhưng mà vẫn muốn qua lại với ảnh. Mà em thì đâu có nói gì, vẫn nói ừ anh đã có vợ rồi, đừng nhắn tin cho anh nữa. Người kia nói ok rồi không nhắn tin nữa, từ đó tới bây giờ là vẫn không nhắn tin nữa. Nhưng mà rồi nghe xong rồi còn động phòng được không? Không. Không. Sao động phòng nổi? Xong rồi nói đủ thứ chân này, xong ảnh cũng năn nỉ, anh nói là ảnh không có gì đâu để anh nhắn tin vậy. Xong rồi cũng năn nỉ vợ, năn nỉ hồi rồi cũng phan nhau một cái mới đi ngủ. Trời đất ơi. Tại vì trước đó là ăn sâu không có hứng ở đâu rồi. Không là ngày lúc đó rồi. Nói chung là tôi cảm ơn em đã cho tôi một cú té mà nó là quá tuyệt vời, tại vì em đã dẫn dắt câu chuyện nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau về, ngoài cái việc là anh ấy lăng nhăng hả, anh ấy còn có những tật xấu gì không? Có, đã thay đổi rồi nhờ em nghe kinh Phật. Dạ. Về có 2-3 ngày là lộ ra hết luôn. Lộ ra hết luôn? Dạ. Lúc mới cưới, chưa có cưới là cái gì anh cũng chín chắn, nói chuyện rất là chín chắn. Anh là một người biết lo cho gia đình, anh biết thương mẹ. Nói chung là cái gì mình nghe mình cũng thấy người đàn ông này sau này mình sẽ được người ta đỡ đần nè. Nhưng mà về là không có, nó ngược lại hết trơn. Thí dụ giống như nói với mẹ, nói là rất là thương mẹ nha. Mẹ anh lớn tuổi rồi, bây giờ anh không có để cho mẹ anh giặt đồ của anh mặc hồi đó giờ anh giặt không à. Nhưng mà về hỏi mẹ không có, bắt mẹ giặt không à. Vậy là nói xạo. Dạ. Đúng không? Còn gì nữa không? Còn. Còn nhiều lắm. Giống như chất chứa trong lòng á, đúng không bà con? Hả? Chất chứa trong lòng bữa nay mới được khui đúng dạ, không? Dạ, bữa nay mới được em. Lúc bình thường rất là thương vợ, cái gì cũng vợ hết trơn á, lo lắng cho vợ. Nhưng mà tới lúc nhậu vô là cọc tính, nói chuyện láo lắm. Coi mới cưới về cái chưa gì hết, ảnh nghe cái đêm khai trương nhàn nhạt thì em thấy là cái lúc đó là ảnh lo làm quá đi, thì mình sợ anh đói xỉn hết rồi, còn có mấy người ngồi lại với hai chồng em à, em mới lo cho anh ăn, em mới đút cho anh ăn, cái quay người ta mệt muốn chết còn bắt người ta ăn ớ hết là gì, quay anh nói em vậy đó mà cái mặt láo lắm. Con mắt á thì con đậu con bay à. À, mà cái chuyện mà liếc vậy là thấy có một con à, con kia mất tiêu rồi. Mà nghĩ là mới cưới, mới mua cái vàng đồ là buổi tối bữa đó nhậu, mà hai đứa em với vợ em, mà những người gây chuyện là em nói là em lớn tiếng như vậy em, xong rồi lôi ra vợ đồ về nhà mẹ, chạy chở về nhà mẹ đòi ly dị, hai đứa đi vậy đi, chở em luôn, vợ em đòi, em đòi đi về, em nói mẹ sáng mẹ phải về đây mẹ rước con, mẹ không rước con về là con chết. Cái xong cái hả, anh quay qua anh nói là khỏi đi, khỏi đợi mẹ rước, giờ em muốn đi tôi chở em đi. Xong đùng chở lên Sài Gòn hả? Không, chở về nhà mẹ em á, nhà ảnh với nhà em á, trả gì mẹ du quê đúng không? Dạ anh đùng lên ông nói vậy, cái xong anh mở cửa anh la làng lên, anh nói mẹ cha ông bà cái đêm qua coi nè, vợ con hả, mà giờ nó đòi gì bảnh, chở nó gì bảnh, nó chống với con hả, cho nó chống với con nè. Là la bà Hải đúng không? Dạ, là tự nhiên nó nhảy khơ lên vậy. Ảnh là có cái chuyện gì là ảnh cũng nhảy cần lên vậy chăng? Ông giống như chiếc phèo vậy. Rồi xong rồi bữa đó làm sao? Chở em về nhà làm sao? Chở em về nhà xong rồi. Ở nhà ảnh thì ảnh nói chuyện hả lên mặt lắm. Về nhà em á giống tỉnh queo vậy nè. Xìu xuống. Ảnh nói là lúc đó là ảnh chở em về xong là ảnh đi về luôn. Mà lúc về rồi xong em đi vô phòng em đóng cửa cái gầm lại là không chịu đi về, ngồi ngoài giỏng hoài luôn, nói chuyện với mẹ xong rồi đóng cửa lại, leo nhà em có cái bức tường á, leo từ trên, leo từ phòng này qua phòng kia nhảy xuống. Trời ơi, năn nỉ lại chứ không năn nỉ mắc vợ sao. Nhưng mà bây giờ là lúc đó đang ở trong phòng mà giờ leo tường vô vậy, rồi lúc đó em sao? Thì leo tường vô thì cho vô chứ em giờ em biết vô sao. Vô rồi làm gì? Vô xong rồi năn nỉ nằm kêu ngủ đi mà em khóc hoài, em khóc thúc thích vậy cũng năn nỉ xong rồi cái
mà lúc đó em bị lên cơn đau tim á, em cứ hớt hớt, em thở không được á, mà mình tức nữa, cứ xong cái em sợ á, la làng mẹ đừng nói mẹ, tại vì mẹ em ngồi bên phòng kia mẹ em la, cái mẹ đừng nói nữa, vợ con lên đau tim mà mẹ đừng kể nữa, cái bà sợ quá, bà đi qua mẹ em đi qua bóp dầu ha cho em rồi, cái em khóc, cái anh cũng khóc luôn, anh năn nỉ anh xin lỗi vợ, vợ anh xin lỗi nha, khóc quá chân khóc luôn, xong rồi em mới thấy vậy cái em mới cũng xìu, cái xuống tim, cái xuống tim, dạ, rồi sao rồi sao? Xìu rồi ngủ. Ngủ tới sáng. Thì thôi đó, chứ không có gì vậy. Không? Không, xỉn là mất hàng nổi. Không xỉn là chắc cũng không có hà đâu á. Không xỉn là không có hà đâu. Không hà đâu. Đến tài đó em. Vợ em thì được cái tánh là gan trai á. Ví dụ như ngồi trong bàn nhậu hai ba người, trong đó nó ghét hai người thì nó cứ ra mặt, nhạt nộ gì đó, bỏ đi, không nhậu với người đó nữa. Công việc em thì công việc giao lưu, vậy là em muốn vợ em sau này thì sẽ sửa cái tánh mà đánh đá tí xíu đó, dù như không ghét người ta thì vẫn ngồi đó với người ta, với chồng con, với chồng vợ, với chồng. Rồi sao nữa, còn tật xấu gì nữa? Cô ấy có tật xấu không? Kể có, đi cũng có gì có kể đi, mà lên đây cũng quá, em quên mất tiêu rồi. Em có muốn chia sẻ những gì về trong lòng của mình, có muốn chia sẻ điều gì đó để cho vợ mình hiểu mình không? Thì sống chung thì cũng được gần 10 tháng thôi. Thì bây giờ em mới hiểu ra là vợ rất là thương em rất là nhiều, chu toàn hết. Thì em muốn sau này hai chồng cũng nắm tay nhau suốt cuộc đời này để nuôi gia đình mình. Những chuyện đã qua có muốn nói gì với vợ mình không? Anh yêu vợ. Trời, muốn khóc rồi kìa. Yêu thì ta ôm một cái rồi ta hung một cái đi. Thì đừng có phang thôi, hiểu không? Đứng lên không có gì phải ngồi vậy. Ôm vợ cái đi. Thật sự đó, rất là đẹp luôn quý vị, đúng không? Quá đẹp. Dễ thương quá không, trời quá đất. Nói với tớ phải về phan cái vậy. Chồng lạ. Trời ơi, suốt ngày cái đồ phan hoài. Hai chồng đi cái hộ phan quá. Ta chưa có con mà. Phan kiếm con chứ. Ủa, có muốn có con không? Dạ có. Để đó, chuyện đó để anh lo. Dễ thương quá trời luôn. Vậy là bây giờ chồng chỉ muốn vợ là thay đổi cái gì, tức là bớt gọi là bớt thật đi chút xíu, có nghĩa là giấu cảm xúc chút xíu, không có ưa người đó nhưng mà kệ thôi, người đó là chồng bạn của chồng mình thôi, kệ mình nén lại chút xíu, rồi là muốn là nắm tay nhau thật chặt, là siết tay nhau thật lâu đó, thì cuối cùng rồi. Vậy còn vợ anh sao? Còn em muốn anh ấy thay đổi điều gì? Bình thường thì rất là thương vợ, không có cái gì hết trơn á, rất là lo lắng cho vợ, cái gì cũng là vợ hết, nhưng mà có cái là nhậu vô á điên lắm, ai mà khích ảnh á, giống như cái ông anh nó không hay nó chơi mà giữa nó chơi mà giữa nó thiệt, em không có thích. Anh nói nếu mà vợ tao mà nói câu đó là tao đánh gãy răng. Không ai tán vỡ mà nói như thế, cái xong anh bị kích động á, dễ kích động á. Thì đó, thì chị nói em nghe, bây giờ em cứ thử đi nha. Chẳng hạn chồng mình á, trong coi như 24 tiếng đồng hồ thì trong đó chỉ khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng á là chồng mình ở bên cạnh mình thôi. Còn lại 7 tiếng hoặc là 8 tiếng kia là ở với bạn bè, đúng không nè? Thì á, khi nào mà em được lòng của bạn chồng em á, thì mọi cái á, nó sẽ hóa giải được hết. Em phải hiểu là đó, cái chuyện mà chẳng hạn như là cái tánh em thẳng á, em bộc trực á, chứ em không thích người này là em tỏ thái độ là em không thích liền. Ví dụ vậy. Thì chắc chắn là người kia họ sẽ không thể nào đồng cảm được cái chuyện đó của em. Và họ sẽ, sau khi mà em đi rồi, em bỏ đi rồi, thì tất cả những điều đó chồng em nghe hết. Hiểu không? Con vợ mày tao thấy vậy, mày mà không dạy nó mai mốt đó, tao nói thiệt, mày nó leo đầu mày, nó ngồi thế này nó kia, nghe hoài, nghe hoài, lắng lại thành cái tiềm thức đó chị nói em. Thì bây giờ em phải dùng cái cách của em, em xóa hết mấy cái tiềm thức cũ đi. Đúng không? Bằng cách gì? Bằng cách là nhỏ to tâm sự với chồng, bằng cách đó là lấy được cái tình cảm của bạn chồng. Có nghĩa là em thương chồng là em phải thương bạn của chồng, mặc dù mình khó chịu thiệt nhưng mình phải tạo được cái mối quan hệ đó. Thì em thấy mọi thứ nó khác liền. Ha Gương. Thôi nhân đây thì cũng chúc hai em nha, lúc nào cũng thấu hiểu nhau hết và hạnh phúc. Và đặc biệt là trong năm sau có em bé. Dạ. Ok. Rồi cảm ơn em. Hai đứa.